Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của bản tin 24 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành ra ít phút mỗi ngày để đón xem những video của chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, hữu ích nhất về tình hình an ninh, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế ở 24 giờ qua. Sau đây là những tin chính có trong chương trình. Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết mưa sẽ kết thúc nhanh trong ngày 7 tháng 10. Đồng thời, nhiệt độ ngày này cũng giảm rõ rệt so với ngày 5 tháng 10, trước khi mưa và không khí lạnh chi phối thời tiết thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc. Ngoài ra, ông Lâm giải thích thêm, thông thường vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 đã có một số đợt không khí lạnh yếu khống chế thời tiết các tỉnh miền Bắc, giúp có mưa và hạ nhiệt. Tuy nhiên, năm nay không khí lạnh hoạt động muộn và yếu hơn. Không khí lạnh trong giai đoạn từ cuối tháng 10 đến 12 có khả năng duy trì liên tục, ông Lâm nhận định. Ngoài ra, cơ quan khí tượng cho biết, thời tiết khu vực Bắc Trung Bộ khoảng từ 7 đến ngày 8 tháng 10 và từ 10 đến ngày 11 tháng 10 có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối, riêng thời kỳ từ đêm 10 đến ngày 12 tháng 10, ở Trung Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Bão số 4 bất ngờ mạnh thêm trên biển Đông chiều mùng 6 tháng 10. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão Nu, bão số 4 đã mạnh thêm một cấp trong những giờ qua, sau khi di chuyển vào vùng biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cụ thể, lúc 16 giờ, vị trí tâm bão cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 290 km về phía đông đông nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 đến 13, 118 đến 149 km/h, giật cấp 16, di chuyển theo hướng tây tốc độ khoảng 10 km/h. Với cường độ này, bão Nu đang ở giai đoạn mạnh nhất trong suốt quá trình di chuyển trên biển Đông. Trong 24 giờ tới, bão tiếp tục giữ hướng đi vào vận tốc, giảm dần cường độ. Đến 16 giờ ngày 7 tháng 10, vị trí tâm bão cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 100 km về phía đông nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 11 đến 12, giật cấp 15. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão đi dọc ven biển men theo đất liền Trung Quốc và chuyển hướng tây nam, đi vào vùng biển phía đông bắc đảo Hải Nam, Trung Quốc khoảng chiều mùng 9 tháng 10, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới với sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9. Từ 72 đến 96 giờ sau đó, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu dần. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong 24 đến 48 giờ tới, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7 đến 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11 đến 13, giật cấp 16, sóng cao 4 đến 6 mét. Có nơi 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực này đều chịu tác động của gió bão mạnh. Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị đơn vị chức năng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão. Các chuyên gia khí tượng nhận định, do tương tác với không khí lạnh từ phương Bắc nên dự báo diễn biến bão số 4 còn phức tạp, khó lường, cần cập nhật các bản tin dự báo mới nhất trên đất liền. Từ chiều tối nay, mùng 6 tháng 10 đến sáng mai, khu vực Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông. Riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 100mm. Chiều và đêm mai, mưa mở rộng ra khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Trước đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định cơn bão không ảnh hưởng đất liền nước ta. Tuy nhiên, đợt không khí lạnh sẽ gây mưa dông, lốc, sét, gió giật mạnh nhiều nơi ở khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối mùng 6 tháng 10 đến sáng mùng 7 tháng 10, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 100mm. Chiều và đêm mùng 7 tháng 10, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 6 và ngày 7 tháng 10 năm 2023. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ. Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết ngày 7 tháng 10 năm 2023, Hà Nội đêm và sáng mưa dông, có nơi mưa to. Môi trường 16:54 ngày 6 tháng 10 năm 2023. Dự báo thời tiết ngày 7 tháng 10 năm 2023, khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc,
sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ C, cao nhất 30 đến 32 độ C. Dự báo thời tiết ngày 7 tháng 10 năm 2023, Hà Nội đêm và sáng có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Ảnh Phạm Công dự báo thời tiết ngày 7 tháng 10 năm 2023, Hà Nội đêm và sáng có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Ảnh Phạm Công theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 6 tháng 10 đến sáng 7 tháng 10, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, riêng vùng núi và Trung Du có mưa vừa. Có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 100mm. Chiều và đêm 7 tháng 10, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa và dông. Cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 6 và ngày 7 tháng 10 năm 2023. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ. Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Riêng vùng núi và Trung Du có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Đêm gió nhẹ, ngày mai gió Đông Bắc cấp 2 đến 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc đêm có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Phía Nam có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2 đến 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ. Nhiệt độ cao. Bản tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp trên kênh Bản tin 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Với đội ngũ những biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp, chúng tôi hứa sẽ gửi đến quý vị khán giả những thông tin thực sự hữu ích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.